Những ngày này tại thành phố Đà Lạt, nhiều du khách bị hút hồn bởi hàng ngàn cây hoa tuyệt đẹp đua nhau nở rộ khoe sắc. Tại khu vực công viên bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài từ khu vực ấp Ánh Sáng tới gần vòng xoay đài phun nước trung tâm, thành phố Đà Lạt đã tiến hành trồng hàng ngàn cây tuyệt đẹp. Nhiều du khách ngỡ ngàng và thích thú khi ngay giữa trung tâm thành phố Đà Lạt lại xuất hiện cánh đồng hoa tuyệt đẹp như bất tận. Nhiều người dừng lại đây quay phim, chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng với hoa tuyệt đẹp. Thấy rất là bất ngờ bởi vì nào giờ mình không có để ý cái khu đường này. Hôm nay mình đi ngang qua mình thấy nó là gọi là rộ lên, mình cảm thấy rất là háo hức nên thành ra mình tấp vô mình chụp liền luôn. Mỗi lần lên là một cái loại hoa khác thì là đều có ảnh lại và đều lưu lại, đặc biệt là chỗ này. Nếu mà có được nhiều nơi công cộng mà được như thế này thì rất là tốt. Mong là mình sẽ phát triển thêm nhiều công viên hoa như vậy nữa để cho bà con ở xa lại á, tại vì hoa trên đây là phải nói là rất là đẹp. Tuyệt đẹp là loài hoa có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, mới du nhập vào Việt Nam được vài năm gần đây. Cánh hoa mềm, mỏng, màu tím pha với sắc hồng trắng làm toát lên vẻ đẹp mộng mơ. Ở Việt Nam, loài hoa tuyệt đẹp còn có những tên gọi khác như hồng tri, phong điệp thảo, nhện.